chào các bác. Bữa nay 20 tháng 7, 27 là giao cái máy đi Mỹ Phú của Thủ Thừa của Long An. Máy hàng đẹp á. Này giao đứt đuôi chứ không có bảo dưỡng. Mình có hai loại hình là đứt đuôi và là bảo dưỡng thôi. Vĩnh Long thay đổi đó thành 02703, trước là 0703. Các bác nào gọi không được thì gọi số mới 02703. Về máy dùng đổi cả nước mà. Quay gung tay với người ta. Rồi mua máy cài không? Còn một đống nữa.